Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chủ đề lần này sẽ là bệnh sốt rét nhập khẩu từ châu Phi thì có nguy cơ lây lan tại Việt Nam hay không? Đồng hành cùng với tất cả quý vị, trân trọng giới thiệu có bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ Trương Hữu Khanh ạ. Xin chào chương trình, xin chào tất cả mọi người. Dạ, đầu tiên thì thưa bác sĩ, liên tiếp những ngày qua ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì thưa quý vị, ghi nhận nhiều trường hợp nhập cảnh từ châu Phi bị sốt rét dấy lên nhiều lo ngại, nhất là trong khi mà dịch sốt xuất huyết do muỗi gây ra đang bùng phát mạnh. Xin được hỏi bác sĩ là vấn đề lo ngại nhất hiện nay là sốt rét từ những trường hợp nhập cảnh từ châu Phi liệu có nguy cơ lây lan tại Việt Nam hay không ạ, thưa bác sĩ? Nó không thể lây ở Việt Nam được. Dạ. Nhưng mà nếu một bác sĩ á, khi người ta làm việc á, người ta không nghĩ tới sốt rét, chắc chắn người ta không chữa, người ta không làm chẩn đoán. Thì là trễ bệnh nhân thôi, trễ bệnh nhân tử vong thôi. Nếu mà sốt rét mà chúng ta không chẩn đoán sớm, chúng ta không nghĩ tới là trễ khả năng tử vong thành là sốt rét ác tính, rồi sức quá suy tế bào gan, rồi suy thận luôn la hết, rồi sẽ tử vong. Cho nên cái khâu đó là cái khâu của bác sĩ, của nhân viên y tế để mà bàn về cái việc là sốt rét nó xâm nhập từ châu Phi. Còn đối với dân của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh hay là ở những cái thành thị á, thì chúng ta không nên quan tâm nhiều tới cái việc là nó có thể lây cho mình hay không. Vì con virus sốt rét, con ký sinh trùng sốt rét á, nó cũng lây qua mũi. Rồi con sốt xuất huyết nó cũng lây qua mũi. Rồi con viêm não Nhật Bản nó cũng lây qua mũi. Và trên thế giới nó có rất là nhiều cái căn bệnh nó lây từ mũi. Ở Việt Nam hay ở những cái nước nhiệt đới thì nó ba cái con đó là chủ yếu. Ba cái bệnh viêm não Nhật Bản, rồi sốt xuất huyết, rồi sốt rét, nó lây từ mũi. Nhưng mà những cái dòng mũi nó hoàn toàn khác nhau. Cái dòng mũi nó hoàn toàn khác nhau. Cái con mũi mà lây sốt xuất huyết thì nó không có lây viêm não Nhật Bản. Con viêm não Nhật Bản nó không lây sốt rét, mà con mũi lây sốt huyết nó cũng hay lây được sốt rét, cho nên con sốt rét này đó là người ta gọi là mũi rừng, còn con sốt xuất huyết á người ta gọi nôm na là mũi nhà, còn con viêm não Nhật Bản á, là con mũi ruộng. Đó thì nếu mình ở trong một cái người nào từ cái vùng mà có sốt rét trở về cái vùng không có sốt rét mà không có con mũi thì con mũi khác chích vô cái người sốt rét nó không thể lây bệnh sốt rét được. Cho nên nếu mà chỗ nào có sốt rét là sẽ có cái con mũi gọi là mũi Anopheles. Con mũi Anopheles. Đó thì con mũi này thường thường nó sống ở vùng rừng. Nó sẽ chích người sốt rét, sau đó nó dự trữ cái ký sinh trùng đó trong người đó, và nó chích nó lây qua người khác. Cho nên một cái người đó người ta đang ở bên châu Phi, người ta phải có cái con, người ta bị một con mũi Anopheles nó chích từ cái người đã từng bị sốt rét rồi. Khi người ta về đây, người ta mắc bệnh, trong người người ta ký sinh trùng nhưng mà không có mũi Anopheles thì nó không thể mang cái sinh trùng đó từ cái người này qua người khác. Cho nên chúng ta không cần phải lo lắng là có sốt rét ở châu Phi về thì người thành thị sẽ bị lây sốt rét, hoàn toàn không có chuyện đó. Tuy nhiên cái của chính của chúng ta hiện nay là mũi lây sốt xuất huyết thì chúng ta phải lo diệt mũi. Quả đúng là ở vài phút đầu của chương trình thôi thì quý vị khán giả chắc có lẽ là cũng đã một phần nào bước đi lo lắng. Hiện nay thì bệnh chồng bệnh khiến cho chúng ta có rất là nhiều vấn đề lo ngại cho sức khỏe, đặc biệt là dịch Covid-19 đi qua thì vấn đề sức khỏe càng được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích để quý vị có thể bớt phần nào lo lắng, bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Thưa bác sĩ Trương Hữu Khanh, trước đó thì lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và HCDC thông báo là tất cả bệnh viện phải khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân có sốt. Xin được hỏi bác sĩ là việc khai thác tiền sử đi lại của người bị sốt có giống với truy vết Covid-19 và cái việc khai thác tiền sử này mang một ý nghĩa như thế nào ạ? Thật ra thì một cái người có sốt á, thì nó không phải là Covid-19. Tiền sử đi lại để người ta nhấn mạnh là gì? Có trong y khoa nó có những việc á, mình không hỏi á, thì người bệnh ta không nói. Không bao giờ ta nói đó. Ta chỉ biết người ta vô sốt là người bệnh sốt là tôi giao cái chuyện sốt của tôi cho bác sĩ. Nhưng bác sĩ biết là cái người sốt này nè có nguy cơ bao nhiêu bệnh. Thì trong đó hiện nay nó đã xuất hiện là cái bệnh sốt rét mà do nhập cư từ bên ngoài vô. Thì nhiệm vụ Sở Y tế nhấn mạnh như vậy là để là gì? Để phải hỏi ngay là người này phải từ châu Phi về hay không? Cái nghề của ta làm cái gì ở bên châu Phi? Thì lúc đó chúng ta mới phát hiện sớm sốt rét để mà chúng ta điều trị sốt rét sớm. Bởi vì sốt rét mà điều trị trễ đó thì nó nặng hơn nhiều lắm. Thưa bác sĩ, mùa nào trong năm chúng ta cần phải đề phòng với sốt rét và ai là đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này ạ? Thường thường thì sốt rét nó có thể xuất hiện quanh năm, đặc biệt là những cái vùng mà có lưu hành. Ở Việt Nam mình điều may mắn thì nên là chỉ còn một hai vùng mà ở dưới Bình Phước thôi.
Bây giờ hết rồi, gần như sốt rét ở Việt Nam là nó bị biến mất rồi. Và chính cái biến mất đó nhiều khi người ta ở châu Phi vậy là mình không để ý, mình lại bỏ sót. Thì thường thường đó những cái vùng rừng á, vùng còn rừng á, và còn cái con muỗi anopheles nữa đó, và đặc biệt là còn cái người sốt rét. Ở Việt Nam mình cái người sốt rét rất là hiếm. Bởi vì sau khi là mình làm những cái chiến dịch như là phát những cái mùng tẩm chống muỗi á, rồi mình đưa xuống những cái phương pháp mà phát hiện sớm những ca bệnh, rồi điều trị triệt để, rồi thậm chí là điều trị luôn những cái thuốc phòng ngừa, diệt luôn những cái dao bào trong của con chí sinh sốt rét á, thì hiện nay cái tình hình sốt rét ở Việt Nam là không còn là vấn đề nữa, nó chỉ xảy ra ở cục bộ vài ca thông thường khó thôi, hiếm lắm. Dạ, thường thì thời gian ủ bệnh là bao lâu ạ? Sốt rét thì nó ủ bệnh rất là đa dạng, tùy cái dao bào đó nó chích vô là nó chích, nó truyền cho mình. Còn cái dùng sốt rét ở giai đoạn nào, có thể là 24, 48 tiếng là mình cũng có thể bị sốt rét. Nhưng mà nếu mà đúng dao bào thì nó phải có thời gian nhất định, 2 tuần, 3 tuần, nó mới chuyển thành ký sinh trùng để nó tạo ra sốt rét. Dạ, đâu sẽ là những triệu chứng điển hình của các bệnh này ạ, thưa bác sĩ Khanh? Thật ra thì sốt rét á, thì hồi xưa á, thì mình nghe mô tả là sốt mà lạnh rung. Và nó theo chu kỳ, ví dụ một ngày nó làm lại một cơn. Hoặc là cái loại sốt rét Fansibarum là một ngày nó tạo một cơn. Còn sốt rét Vivac thì cách ngày nó tạo một cơn. Nghĩa là cái chu kỳ nó nhân lên là nó làm cho người ta sốt. Thì sốt ngày đúng cử, tới ngày đó tới giờ nó sốt. Hoặc là cách ngày sốt lần. Đó thì triệu chứng điển hình nhất của sốt rét là sốt cách nhật, là sốt mỗi ngày một lần. Và kèm theo lạnh run. Đó. Thứ hai là có thể sau cái đợt sốt đó nó làm cho người ta thiếu máu, mệt mỏi. Tuy nhiên nếu mà một người bị sốt rét nặng, nó có thể sốt liên tục, không theo cơn gì cả, rồi sau đó sẽ bị tổn thương não, rồi suy thận, rồi tổn thương gan, vàng da, rất là đa dạng. Cho nên sốt rét là phải bác sĩ phải nghĩ tới, làm xét nghiệm mới biết được. Dạ, sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh cũng là một cái mối lo ngại của rất là nhiều người, dấy lên rất là nhiều hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Trong đó thì thưa bác sĩ Trương Hữu Khanh, có phải là virus gây ra sốt xuất huyết và sốt rét là một hay không ạ? Khác nhau xa. Virus đó, nó khác hẳn với lại vi trùng. Mà sốt rét đó, nó không phải vi trùng, mà nó không phải là virus, mà nó là ký sinh trùng. Nó là một dạng ký sinh trùng. Nó là cái nhóm, thì trong cái tác nhân gây bệnh nó có thể là vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm. Đó là bốn cái nhóm là thường thấy nhất, nhiều nhất là vi khuẩn, và sau đó tới virus, và tới ký sinh trùng. Thì sốt rét thuộc về là ký sinh trùng. Dạ, chúng ta phân biệt làm sao giữa sốt xuất huyết và sốt rét để có thể bảo vệ sức khỏe một cách phù hợp nhất ạ? Thông thường chúng ta không có thể phân biệt được đâu. Dạ. Nó đã sốt mà nó không có yếu tố dịch tễ về sốt rét, không phải từ châu Phi về, thì chúng ta không việc gì chúng ta phải suy nghĩ tới sốt rét. Nhưng hiện nay sốt rét ở Việt Nam là cực kỳ hiếm. Để đương nhiên là khi mình không trả lời được thắc mắc thì mình có thể làm xét nghiệm để tìm. Dạ. Còn đối với sốt rét, sốt xuất huyết thì nó rất là dễ rồi. Bệnh thông thường hàng năm tới hẹn lại lên tới mùa là nhiều, thì chắc chắn là người ta sẽ chú tâm hơn, người ta cho những cái chỉ định xét nghiệm để chẩn đoán thôi. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh với những thông tin chia sẻ xoay quanh chủ đề sốt rét lần này, để quý vị có thể cảnh giác cũng như là bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất, bớt đi một phần nào lo lắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thưa chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành. Thân ái chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.